Hi everyone, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tiết game này. Hãy bắt đầu tiết game đầu tiên trong này cùng bạn nào. Stickman Gameplay. Ok, Stickman Escape. Cần cho thắt vào này thì cho mình biết cách đầu tiên mà. Sử dụng thang máy này. Biết thêm nào. Ok, you win. Cái tiếp theo này. Chọn một trong hai cái cửa này ạ. Mình sẽ chọn cái bên phải này. No, not this. Hóa trang trước ạ. Thank you.
Sifat topi. Sabe nada. Đưa cái xác cần phải xác minh vào đôi mắt của mình. Mình chỉ mắt của mình. Mình xem một chút như thế nào cho các bạn để biết tầm biết chung.
Kalau macam 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 ni. Ya. Forest Monster. Let's play. Okay, itu kita buat audio nak pak. Tadi tim pun dah cakap. Tadi kesi ni tu dah cakap apa tim ni. Macam mana pak? Saya pun cuma ni juga, saya ada tiga ni jadi. Jadi di sini kalau dia bisa main, kalau bobo lagi, tak nak tak.
sekolah mana ini? Finish ya, oh my god. Mister Grass Layer. Oh, bọn trẻ phát hiện tiếp theo nào. Anh chào chị cả, chị ơi.
scope. Кажется, придется прыгать. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Всем, 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 говорит профессор Антонов. Срочно. Thank you.
explore the hospital. Treat of over here. Paris, welcome to Bowling Basics. Oh, hi.
everyone. Great job. You're doing fantastic. Okay, và tôi đã hết đây qua tựa game cuối cùng mình muốn cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha. Thank you.